Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ép tất thành cang 20 năm tù, cả trọng và bảy nên đang nhắm tới con cá mập Lê Thành Hải. Từ ngày 22 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ đảng Tất Thành Cang cho trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy thành phố sài gòn đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc và công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadico điều buồn cười là người ta đã bắt tất thành cang cho vào tù nhiều tháng mới khai trừ ra khỏi đảng nguyên nhân là do đâu nguyên nhân là đảng ủy thành phố không làm nổi điều đó, có thể nói để xử lý nhân vật Tất Thành Cang dù ông này đã bị bắt thì đấy là vấn đề nan giải đối với Nguyễn Văn Nên. Chỉ thị 15 Trung ương Đảng không cho bắt đảng viên, đây là chỉ thị từ thời của ông nông Đức Mạnh, tuy nhiên thì với quyền lực tuyệt đối trong tay ông Nguyễn Phú Trọng đã bất chấp cho bắt Tất Thành Cang. Tuy bắt Tất Thành Cang nhưng Nguyễn Văn Nên cũng không thể ra tay khai trừ ông này ra khỏi đảng mà phải đợi trung ương làm việc đó. Đó là lý do các nhân viên điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra thành phố không dám thẳng tay. Đấy là chưa nói đến trường hợp Tất Thành Cang đang được hỗ trợ bởi bộ tam Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Quan chức luôn được ưu ái của pháp luật và thất thoát hàng chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ, nhưng rất nhiều quan chức cộng sản nhận bản án nhẹ hều như là lông hồng. Và tuy nhà nước cộng sản tự xưng là nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng thực tế thì nó là nhà nước của đảng, do đảng và vì đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản luôn tự tha tội hoặc giảm tội cho các quan chức, trừ trường hợp vì trong Đảng có nhiều ân oán nên phe mạnh buộc tội phe yếu bằng những bản án nặng nề để triệt phe đối thủ. Năm 2017, ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã phát biểu nếu sai chúng ta nhận lỗi, dân sai thì phải chịu trách nhiệm. Nghĩa là tư duy của người Cộng sản rất phân biệt dù sai phạm nhưng cũng khó có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật. Họ chủ yếu là bao che cho nhau là chính, đó là nguyên nhân mấy tháng trước cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sài Gòn đã đề nghị giảm án cho Tất Thành Cang. Tuy nhiên, đó là ý của cấp dưới, còn với Nguyễn Văn Nên thì xử lý vụ Tất Thành Cang là trách nhiệm của ông. Sức ép từ ông Nguyễn Phú Trọng ở thủ đô Hà Nội đè lên vai ông Nên là rất lớn. Trường hợp Tất Thành Cang dù có đề xuất giảm án nhưng cơ quan điều tra lại đề nghị truy tố ông này với mức án từ 10 đến 20 năm tù, một mức án khá cao nếu như so với mức án làm lộ bí mật nhà nước của Nguyễn Đức Chung là 5 năm thì mức án đề nghị này là khá cao, lý do là tại sao? Ông cựu phó bí thư thành ủy Tất Thành Cang bị cáo buộc vai trò đầu vụ trong việc Sadeco bán rẻ 9 triệu cổ phần gây thất thoát 1.100 tỷ Việt Nam đồng. Cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang 50 tuổi vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn ban hành, chuyển hồ sơ vụ án sang tòa cung cấp để đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự, khung hình phạt sẽ là 10 đến 20 năm tù bị cáo buộc vai trò đồng phạm với ông Cang còn có 19 người khác, trong đó có Tề Chí Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sadeco, tổng giám đốc IPC và 6 bị can còn bị truy tố thêm tội tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 20 năm trung thân hoặc tử hình. Sadeco là công ty con của công ty Tân Thuận IPC, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng, trong đó vốn của cổ đông IPC là 44%, văn phòng thành ủy uh, 16,7%, uh, TACOLES là 14,1%. Theo có trạng trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc SADECO Hồ Thị Thanh Phúc ngày 24 tháng 4, 2017, nhóm đại diện quản lý vốn của văn phòng thành ủy đã trình phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Kim, công ty Nguyễn Kim để đăng tăng vốn điều lệ cho Sadeco. Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Phó Bí thư Tất Thành Cang đã tổ chức họp, sau đó có bút phê đồng ý. Ông Cang bị cáo buộc là biết rõ việc phát hành cổ phần phải đấu giá, thẩm định giá nhưng không chỉ đạo văn phòng thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng trên một cổ phần cho cổ đông chiến lược. Việc này là sai quy định tại điều 125 và điều 149 Luật Doanh nghiệp, thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về hội đồng quản trị. Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định ông càng gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng tương đương với số vốn của văn vòng thành ủy trong tổng số thiệt hại hơn 1.100 tỷ khi mà Sadeco bán 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Tuy nhiên thì bị can từng có nhiều thành tích đóng góp cho thành phố đã nhận thức được thiếu sót của bản thân nên được đề nghị xem xét giảm trách nhiệm xét xử. Ngoài vụ án này, Tất Thành Cang còn đang bị điều tra sai phạm trong việc duyệt chủ trương bán rẻ 320.000 m2 đất ở huyện Nhà Bè sai quy định cho quốc cường Gia Lai gây thiệt hại gần 168 tỷ đồng. Tề Trí Dũng với vai trò tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng thành viên công ty IPC, chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco có vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện chủ trương hợp tác với công ty Nguyễn Kim đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho doanh nghiệp này với giá 40.000 đồng trên một cổ phiếu. Và kết quả điều tra xác định bị can Dũng đã sử dụng kết quả thẩm định của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá nên tài sản nhà nước bị định giá thấp, sai quy định, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Ngoài sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần, Tề Trí Dũng với sự giúp sức của Hồ Thị Thanh Phúc và các nhân các cá nhân liên quan đã tham ô 4,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng. Sai phạm của Tề Chí Dũng là rất lớn, tuy nhiên Tề Chí Dũng chỉ là kẻ thừa hành từ những chỉ đạo của Tất Thành Cang. Nếu so sánh bản án của Tất Thành Cang và Tề Chí Dũng thì rõ ràng bản án bất công, bất công là tính đặc thù của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ông Tất Thành Cang với cương vị Phó Bí thư Thường trực thành phố Sài Gòn cho rằng do thời điểm từ 3 tháng 3 năm 2017 đến 11 tháng 5 năm 2017, Thường trực Thành ủy tham gia họp Ban chấp hành Trung ương Đảng nên chưa tổ chức họp để nghe báo cáo về tờ trình 1148. Mặt khác, ngày 10 tháng 5 năm 2017 công bố quyết định điều động ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy về công tác tại Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Thiện Nhân, làm bí thư thành ủy thành phố nhưng ông Nguyễn Thị Nhân vẫn thực hiện nhiệm vụ chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham dự kỳ họp quốc hội nên chưa điều hành thực tế công việc. Đến cuối tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Thị Nhân mới tiếp nhận nhiệm vụ bí thư thành ủy. Tất Thành Cang cho rằng vì lý do trên nên sau khi được văn phòng thành ủy trình tờ trình 1148, ông đã bút phê đồng ý với tờ trình 1148 và ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 495 là đúng chức trách nhiệm vụ theo quy chế quy định của đảng của thành ủy và ban thường vụ thành ủy tuy nhiên ông Cang cho rằng việc bị can đồng ý là do người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực che giấu việc lựa chọn công ty Nguyễn Kim không cung cấp đầy đủ thông tin xin ý kiến thành ủy và việc người đại diện vốn của văn phòng thành ủy biểu quyết giá phát hành 40.000 đồng trên một cổ phiếu là không đúng quy định pháp luật, ký phê một văn bản sai quy định nhưng mức án truy tố lại nhẹ hơn rất nhiều. Tết Thành Càng đầu chỉ mang trên mình một sai phạm, sai phạm Sadeco chỉ là một sai phạm nhỏ nhất trong những sai phạm, mà sai phạm lớn nhất ở đây phải nói đến sai phạm thủ thiêm mới là một sai phạm khủng nó có thể khui ra bộ tam còn lại Lê Thành Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua. Nếu làm cho Tất Thành Cang phát hoảng thì rất có thể ông ta sẽ khai ra những sai phạm của các lãnh đạo khác. Không biết với mức án từ 10 năm đến 20 năm có làm cho Tất Thành Cang khai ra để được giảm tội hay là không. Những sai phạm của Tất Thành Cang ở khu vực uh, thủ thiêm có lẽ là sẽ được uh, ra tòa trong một thời uh, trong một uh, phiên tòa khác. Còn uh, thời gian tới đây thì tất thành cang chỉ ra tòa với vụ bán cổ phiếu rẻ cho công ty Nguyễn Kim mà thôi. Và nếu như ông cang khai ra thì vụ án này sẽ là vụ án chấn động. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thưa quý vị và các bạn thân mến, uh, nguyên tắc chống dịch tốt nhất, dân chịu gì thì quan phải chịu nấy. Sau 4 tháng áp dụng các biện pháp chống dịch, Việt Nam đang có tỷ lệ tử vong và dịch bệnh cao hơn mức trung bình của thế giới. Những người nghèo thì lâm vào cảnh khốn cùng, đi không được, ở lại cũng không xong. Trong khi đó thì hầu hết các doanh nghiệp đã kiệt quệ và thậm chí là chết lâm sàng. Thảm họa được minh chứng thêm qua vị trí đứng chót của Việt Nam thứ 121 trong số 121 quốc gia ở bảng xếp hạng năng lực phục hồi sau đại dịch của tờ tạp chí Nikkei Asia vừa được công bố cuối tháng 8 năm 2021. Ở kết quả xếp hạng vào tháng 7 trước đó, Việt Nam cũng đứng ở chót bảng. Rõ ràng rằng biện pháp chống dịch cực đoan của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã khiến cho tình hình tồi tệ lại càng tồi tệ thêm. Vì sao bất chấp những cảnh báo phản đối và sự thống khổ của người dân trong suốt một thời gian dài, các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn liên tục phất cờ hiệu triệu phải chống dịch quyết liệt, quyết liệt hơn, quyết liệt hơn nữa. Lý do có rất nhiều, nhưng điều dễ thấy nhất là những người cầm quyền ở Việt Nam không phải chịu trách nhiệm và hậu quả gì với những chính sách của họ đã đưa ra. Nói cách khác, các quan chức cộng sản của Việt Nam miễn dịch với những quyết định của chính mình chính sách có thể dễ dàng phong tỏa cả một thành phố tùy tiện cẩu bê tông hay dùng nguyên thùng container nào đó để giao chết các khu vực bị vì bản thân quan chức và người nhà của họ không sống trong các khu phố bị chốt chặn đó các lãnh đạo có thể vô tư yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó vì bản thân của họ không chịu cảnh thất nghiệp cạn tiền vì thiếu ăn bởi vì tiền của họ tiêu không bao giờ hết đến đời con cháu của họ cũng không hết thì lo gì mấy tháng dịch họ cũng không ở trong tình cảnh có tiền mà không mua được thức ăn bị nhốt chặn trong nhà mòn mỏi chờ lời hứa đi chợ hộ trong tuyệt vọng không có trải nghiệm bị nhốt chết trong nhà suốt nhiều tháng trời không ở trong cảnh bản thân hoặc người nhà bị bệnh không được cứu chữa kịp thời không phải loay hoay tìm cách xử lý những vấn đề sinh hoạt bị quy là không thiết yếu như là bếp hỏng, tủ lạnh hư hay ống nước bể. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi mà các quan chức có thể dễ dàng quy mọi trường hợp ra đường nếu là không cần thiết để xử phạt. Các lãnh đạo có thể áp đặt quy định buộc người dân xét nghiệm thường xuyên, thậm chí là đòi shipper xét nghiệm mỗi ngày một lần đơn giản vì họ không phải là đối tượng bị chọc mũi liên tục. Các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có thể mạnh miệng đòi bóc tóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, lôi những người nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ ra khỏi nhà, kể cả những đứa bé vẫn chưa cai sữa, vì bản thân họ là người và người thân của họ của mình không phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo và không phải dùng những nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu và không phải chịu nguy cơ bệnh nặng thêm vì điều kiện sinh hoạt tồi tệ trong nhiều khu cách ly. Và trong khi bản thân được ưu tiên lựa chọn tiêm vaccine từ rất sớm, các lãnh đạo nhà nước luôn miệng hồ hào kêu gọi người dân không kén chọn vaccine, thậm chí đe dọa xử phạt những ai không chịu tiêm. Bất chấp thực tế, nhiều người không muốn tiêm vaccine Trung Quốc, vốn là lựa chọn duy nhất mà chính quyền một số nơi đưa ra. Các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nếu bị bệnh thì đã được ở trong bệnh viện như là khách sạn 5 sao và được hưởng mọi ưu đãi dành cho cán bộ cấp cao. Vậy thì họ làm sao có thể biết được nỗi khốn khổ của người dân? Có thể thấy trong hầu hết các quyết sách chống dịch của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ có người dân là chịu tác động trực tiếp và phải gánh chịu mọi hậu quả. Các quan chức thì không phải chịu. Và điều này vi phạm một trong những nguyên tắc nền tảng nhất của mọi xã hội văn minh, nguyên tắc đối xử công bằng. Ở những nước phát triển, nguyên tắc này thường được dùng để bảo vệ các nhóm thiểu số gặp nhiều bất lợi, giúp họ có thể đòi hỏi, đòi quyền lợi chính đáng được xử ngang bằng như những người khác. Ở những nước như Việt Nam, một tình thế chớ trêu là một nhóm thiểu số theo thiết kế của thể chế Nghiễm nhiên thì có đặc quyền đặc lợi ăn trên ngồi chốc so với phần còn lại. Khi xã hội xuất hiện khủng hoảng, sự bất bình đẳng này càng lộ rõ. Ở các nước tôn trọng nhân quyền trong đó có nguyên tắc công bằng, mọi biện pháp chống dịch đều phải được áp dụng bình đẳng. Đó là lý do mà lãnh đạo những nước này không thể tùy tiện áp đặt các chính sách chống dịch cực đoan vì bản thân họ cũng phải chịu hậu quả từ quyết định của mình. Các quan chức không thể ép buộc người dân làm những thứ mà bản thân họ không muốn, không dám hoặc không thể làm. Trong khi đó, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bình thường đã không phải chịu trách nhiệm với dân, trong khủng hoảng lại càng có cơ hội biến dân thành chuột bạch với những chính sách tùy tiện của mình. Nói một cách đơn giản, các quan chức Cộng sản nhởn nhơ bơi ngoài vòng pháp luật và chính họ đặt ra để giới hạn người khác. Điều này được minh họa sinh động qua câu phát biểu nổi tiếng của bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vào năm 2017 rằng dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn nếu quan sai thì quan sẽ xin lỗi dân. Những quan chức đặt mình lên trên pháp luật không khác gì các thùng phi chứa đầy xăng, khi mà đất nước có khủng hoảng, thứ duy nhất họ biết làm là thêm dầu vào lửa, khiến cho mọi thứ càng bùng cháy. Ngọn lửa khủng hoảng từ đó càng lan rộng chỉ ngừng lại khi nó không còn gì để thiêu đốt. Để Việt Nam có thể sống sót qua các cuộc khủng hoảng trong hiện tại lẫn tương lai, nguyên tắc đầu tiên phải làm là buộc lãnh đạo sống chung với vũng nước, với người dân. Dân phải nhận lấy hậu quả gì từ các chính sách, quan cũng phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam tiếp nhận vaccine từ Pháp và Ý Việt Nam hôm 14 tháng 9 đã tiếp nhận 672.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 do chính phủ Pháp hỗ trợ và 812.060 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Ý thông qua cơ chế COVAX. Đại sứ quán Pháp dẫn lời của đại sứ Nicolas Ranieri nói trong một thông báo rằng Thông qua sự đóng góp này, nước Pháp thể hiện tình đoàn kết của mình với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn mà đất nước đang gặp phải khi mà đất nước của các bạn đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng, chúng tôi sát cánh cùng với người dân Việt Nam thông qua việc hỗ trợ công tác tiêm chủng do các cơ quan chức năng phát động. Đại sứ Pháp tại Việt Nam nói thêm rằng việc hỗ trợ này phù hợp với sự hợp tác lâu dài và thành công giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Theo cơ quan ngoại giao Pháp ở Hà Nội, ông Vanori chia sẻ thêm rằng tiêm chủng là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này và đó là lý do vì sao Pháp cam kết chia sẻ 60 triệu liều vaccine vào năm 2021. Bên cạnh đóng góp tài chính cho chương trình COVAX nhằm đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng trên toàn thế giới. Thông cáo chung của Pháp, Ý và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng trích lời của ông Anthony Alexander đại sứ Ý tại Việt Nam nói rằng Ý sát cánh cùng với chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19, đồng thời cho biết thêm rằng Ý cam kết tài trợ 15 triệu liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, bắt đầu từ những nước có nhu cầu cao nhất, trong đó có Việt Nam. Theo Đại sứ quán Pháp, Ý và UNICEF, thì phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận tượng trưng vaccine được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của chính phủ và nhân dân Pháp và nhân dân Italia, cũng như sự hỗ trợ của COVAX trong việc bảo đảm tiếp cận công bằng với vaccine. Cũng tại buổi lễ này, tin cho hay, Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam Trần Văn Thuấn khẳng định sẽ sớm phân bổ lô vaccine này cho các địa phương và bảo đảm việc sử dụng thiết thực và hiệu quả nhất Với việc tiếp nhận vaccine do chính phủ hai nước Pháp và Ý tài trợ Việt Nam tới ngày 14 tháng 9 đã nhận được 11.725.630 liều vaccine COVID-19 thông qua COVAX cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch SARS uh, EPI và Liên minh vắc và Gavi đồng th đồng khởi xướng và Julisep là đối tác thực hiện. Theo Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho đến nay Italia và Pháp hai trong số những quốc gia thành viên của EU viện trợ cho vắc Covid-19 lớn nhất cho Việt Nam. Đây là kết quả trong quá trình vận động tích cực của các cấp, trong đó có việc Thủ tướng nửa miệng Phạm Minh Chính đã điện đàm và gửi thư cho Thủ tướng Pháp Jean Castex, Thủ tướng Italia Mario Draghi và Bộ Y tế cho biết trên cổng thông tin của Bộ hôm 14 tháng 9. Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn dữ liệu của cổng thông tin tiêm chủng quốc gia đưa tin rằng đến trưa ngày 14 tháng 9, Việt Nam đã thực hiện hơn 30,4 triệu liều tiêm vaccine COVID-19 và trước đó, trong 5 ngày liên tiếp từ 9 đến 13 tháng 9, mỗi ngày đều có hơn 1 triệu mũi tiêm được thực hiện. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam viết thêm rằng, thành phố Sài Gòn, tâm điểm của đợt bùng phát dịch mới ở Việt Nam, tới ngày 14 tháng 9 đã tiêm được tổng cộng 8,1 triệu liều, trong đó tổng số mũi 1 là hơn 6,1 triệu và mũi 2 là 1,54 triệu theo đại sứ quán pháp, ý và geneva thì những đóng góp của hai nước pháp và ý đã đóng góp phần uh, cùng liên với với liên minh châu âu và các quốc gia thành viên hỗ trợ việt nam chống lại đại dịch tin cho hay năm 2020 khoản hỗ trợ ngân sách của liên minh châu âu giá trị 19 triệu uh, euro đã được chuyển đến kho bạc nhà nước cộng sản Việt Nam để tạo thêm không gian tài khóa nhằm thực hiện các chính sách cứu trợ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu như mà Trung Quốc gia nhập vào CPTPP? Bộ Thương mại Cộng sản Trung Quốc ngày 16 tháng 9 cho biết nước này đã đệ đơn xin gia nhập vào Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là CPTPP. Động thái này của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tìm cách tăng cường tầm ảnh hưởng đối với hoạt động thương mại trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như là trên toàn thế giới điều đáng lưu ý là việc đệ đơn gia nhập này diễn ra chỉ một ngày sau khi mỹ anh và australia thành lập liên minh an ninh ba bên với ấn độ dương thái bình dương mang tên aukus để bảo vệ lợi ích chung của ba nước và cho phép các bên chia sẻ nhiều hơn về năng lực quốc phòng một động thái mà bắc kinh chỉ trích mạnh mẽ CPTPP là hiệp định thương mại thế hệ mới được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018, bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. Hiệp định này chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn hiệp định gồm có Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Trước đó, CPTPP được biết đến là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và được coi là một sân chơi kinh tế quan trọng nhằm đối trọng lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. New Zealand hiện đóng vai trò là nước lưu triểu cho CPTPP. Chính phủ Wellington đóng vai trò xử lý các nhiệm vụ hành chính khác nhau cho hiệp định này, bao gồm có tiếp nhận đơn xin gia nhập trong thời kỳ tồn tại dưới định dạng TPP, khuôn khổ thương mại này đóng vai trò trung tâm chiến lược xoay trục về châu Á của tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama. Tuy nhiên thì chính quyền Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi khuôn khổ này hồi năm 2017. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương diễn ra dưới hình thức trực tuyến hồi tháng 11 năm 2020, Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc muốn cân nhắc việc tham gia CPTPP. Việc tham gia CPTPP sẽ là một cú hích to lớn đối với Trung Quốc sau khi mà nước này ký tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEP gồm có 15 thành viên. Để được thông qua, Trung Quốc sẽ cần đến sự nhất trí của toàn bộ 11 thành viên của uh, hiệp định này và là nước đóng vai trò là chủ tịch của CPTPP trong năm 2021 này. Nhật Bản cho biết nước này sẽ tham vấn các quốc gia thành viên về đơn xin gia nhập của Bắc Kinh. Song, Tokyo không hề phát đi bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy khung thời gian cho quá trình tham vấn này. Trả lời báo chí hôm 17 tháng 9, bộ trưởng kinh tế Nhật Bản Sato Toshi Nishimura đề cập đến uh, đề vấn đề tiêu chuẩn. Nhật Bản tin rằng việc đánh giá xem liệu Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng được những tiêu chuẩn rất cao của CPTPP hay là không là điều cần thiết. Là một nền kinh tế đầu tàu của CPTPP, Nhật Bản tuyên bố rằng việc tuân thủ những quy định tiêu chuẩn cao của CPTPP sẽ là một điều kiện tiên quyết để cho Trung Quốc có thể bước vào những vòng đàm phán cho quá trình gia nhập CPTPP của họ. Bà Wendy Keller từng giữ chức vụ phó đại diện thương mại Mỹ đánh giá vì nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nên Bắc Kinh dường như sẽ tìm cách né tránh những vấn đề liên quan đến quy định và tiêu chuẩn cao, vốn dựa trên sự vận hành của thị trường mà CPTPP áp dụng. Trọng trách là ứng cử viên phải chứng minh khả năng sẵn sàng tuân thủ những quy tắc tiêu chuẩn cao hiện có của CPTPP cũng như sẵn sàng tuân theo những cam kết về tiếp cận thị trường toàn diện theo nữ chuyên gia kinh tế này thì việc Trung cộng xin gia nhập vào CPTPP là một động thái mới cho thấy vì sao Washington cần đẩy mạnh can dự kinh tế và thương mại với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dưới thời của Tập Cận Bình, Trung Quốc đã tăng cường củng cố lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, vì vậy mà các cuộc đàm phán đầu tiên để tham gia CPTPP sẽ vấp phải những trở lực to lớn. Ngoài vấn đề liên quan doanh nghiệp nhà nước, Trung Cộng cũng gặp khó khăn với những quy định nội bộ của họ như là luật an ninh dữ liệu mới mà Bắc Kinh thực thi vào tháng 9 này đã cấm chuyển dữ liệu nhạy cảm ra ngoài biên giới nước này. Các nước thành viên của CPTPP có thể sẽ không mặn mà gì với đạo luật này. CPTPP có 3 nguyên tắc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phân phối dữ liệu và trong đó thì có quy định cấm buộc các công ty tiết lộ mã nguồn. Tại Trung Quốc, các công ty nước ngoài đã bị chính quyền địa phương buộc phải tiết lộ công nghệ để có được giấy phép hoạt động tại địa phương. Bên cạnh đó, CPTPP còn kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử giữa các công ty nước ngoài và trong nước trong hoạt động mua sắm chính phủ. Trong khi đó, Bắc Kinh đã ban hành hướng dẫn mua hàng hóa của Trung Quốc đối với hoạt động mua sắm của chính phủ đối với một số sản phẩm nhất định. Hướng dẫn này yêu cầu nội địa hóa 100% đối với hàng trăm sản phẩm thuộc hoạt động mua sắm chính phủ của nước này, tạo nên những rào cản mới đối với các nhà cung cấp nước ngoài. Vì vậy, con đường trở thành thành viên của CPTPP sẽ rất khó khăn khi mà Trung Quốc vẫn đặt những lợi ích của mình lên hàng đầu. Vậy, động lực nào đã khiến cho Trung Quốc muốn gia nhập vào CPTPP? Theo tiến sĩ Phạm Sĩ Thành thì việc xin gia nhập CPTPP của Trung Cộng thể hiện nhiều hàm ý khác nhau. Về đối nội thì việc đơn đệ đơn gia nhập giúp cho khẳng định đường lối kinh tế đối ngoại của tập cận bình vẫn theo đuổi cũng như là xoa dịu dư luận trong nước về việc Trung Quốc bị Mỹ bao vây do các chính sách cứng rắn của mình về chiến lược thì trong bối cảnh căng thẳng của cuộc cạnh tranh mỹ trung đã tạo ra làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi trung quốc và đây là mối đe dọa đối với vị thế của nước này trong chuỗi sản xuất toàn cầu vì vậy đây cũng là cách để cho trung quốc nhấn mạnh việc thắt chặt quan hệ chuỗi cung ứng với các nước láng giềng và tái định hình chuỗi cung ứng khu vực có lợi cho Trung Quốc nếu như mà tham gia vào CPTPP chắc chắn Trung Quốc sẽ có vị thế quan trọng và điều đó sẽ giúp cho Trung Quốc định hình luật chơi mới trong thương mại toàn cầu theo cách họ mong muốn. Ngoài ra nếu trở thành thành viên của CPTPP đương nhiên sẽ giúp cho Trung Quốc giữ được hình ảnh quốc gia thúc đẩy chủ nghĩa thương mại tự do, củng cố ưu thế ngoại giao dẫn đầu tại khu vực đồng thời ngăn Mỹ tập hợp lực lượng để loại bỏ hoặc kiềm chế Trung Quốc trong các luật trời mới. Theo báo cáo năm 2019 của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, việc Trung Quốc tham gia CPTPP sẽ khiến cho thu nhập thực tế toàn cầu tăng thêm 632 tỷ đô la mỗi năm trong 10 năm tới, tức là tăng thêm 485 tỷ đô la mỗi năm tương đương với 0,57% GDP của toàn cầu năm 2020 so với việc không có Trung Quốc tham gia. Tiến sĩ Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho biết, nếu như Trung Quốc tham gia CPTPP thì Việt Nam sẽ là một trong bốn quốc gia được hưởng lợi lớn nhất khi mà thu nhập quốc gia thực tế tăng 16 tỷ đô la mỗi năm so với việc Trung Quốc không tham gia vào CPTPP. Tuy nhiên cũng theo tiến sĩ Cấn Văn Lực và nhóm nghiên cứu của ông ta thì do Việt Nam và Trung Quốc đều đã là thành viên của các hiệp định thương mại tự do EFTA như là ACFTA giữa ASEAN Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2003 và ASEP gồm có ASEAN Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand đã ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 vừa qua đang chờ phê chuẩn để có hiệu lực Khả năng việc Việt Nam hưởng lợi từ việc Trung Quốc gia nhập CPTPP trong thực tế sẽ không được như con số đã ước tính. Chưa kể, nếu Trung Quốc tham gia thì với năng lực rất lớn của Trung Quốc về mọi mặt, lợi thế cạnh tranh sẽ nghiêng về phía các doanh nghiệp Trung Quốc là chính nên phía Việt Nam sẽ không được hưởng lợi là bao nhiêu. Ngoài ra, Việt Nam vốn đã lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều về kinh tế, vốn mong tham gia hiệp định FTA thế hệ mới như là CPTPP và FTA để thoát khỏi cái bóng của Trung Cộng. Nếu như mà Trung Cộng tham gia vào CPTPP thì với sức mạnh vị thế của mình, Trung Cộng sẽ đóng vai trò dẫn dắt khối này theo ý muốn của Trung Cộng. Như vậy thì Việt Nam có nguy cơ là chìm sâu vào sự lệ thuộc vào Trung Quốc hơn. Thêm nữa, tính đến tháng 8 năm 2021, Việt Nam đã chính thức tham gia 15 FTA khác nhau, bao gồm cả hai FTA thế hệ mới. CPTPP và FTA. Tuy nhiên thì khả năng tận dụng của FTA này của Việt Nam còn rất kém. Theo đánh giá của trung tâm VTO, VCCI Việt Nam mới tận dụng được bình quân khoảng 37% ưu đãi do FTA mang lại do nhiều nguyên nhân khác nhau. À, ví dụ cụ thể trong năm 2019 chỉ 1,67% hàng hóa à, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước của CPTPP và tận dụng được các ưu đãi thuế quan của hiệp định. Và tận dụng này không chỉ thấp so với mức tận dụng trung bình 37,20% đối với tất cả các FTA của Việt Nam trong năm 2019 mà còn thấp hơn so với mức tận dụng trong năm đầu tiên đối với FTA khác. Nhiều liên danh và doanh nghiệp của Việt Nam vẫn thiếu thông tin liên quan tới CPTPP và FTA nên chưa tận dụng được hai hiệp định này. Chính vì vậy mà đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao năng lực của mình và đặc biệt là phải tập trung cải cách thể chế, nếu không thì dù có tham gia nhiều FTA đi chăng nữa thì cũng không mang lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam là bao nhiêu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.